Hôm qua, lãnh đạo huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã đến thăm tặng quà cho 5 cơ sở công giáo trên địa bàn nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023. Tại những nơi đến, lãnh đạo huyện đã thông báo tóm tắt kết quả thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023. Đồng thời, lãnh đạo huyện cũng đã gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các chức sắc, chức việc và tín đồ công giáo đón một mùa Giáng sinh vui tươi, đầm ấm, an lành. Đồng thời đánh giá cao những đóng góp của đồng bào có đạo trong thời gian qua. Lãnh đạo huyện mong muốn các vị linh mục, mục sư, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân tiếp tục sống tốt đời đẹp đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.